này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành năm loại mắt trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sáu phép thần thông trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành mười lực Phật trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành pháp không quên mất trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành trí nhất thiết trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tất cả pháp môn đà la ni trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tất cả pháp môn tam ma địa trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành quả dự lưu trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành quả vị độc giác trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tất cả hành đại bồ tát trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa